Các cụ trong đội văn nghệ của hội cao tuổi, các chị trong đội văn nghệ của chi hội phụ nữ đã đem lại những tiết mục văn nghệ thật là đặc sắc trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính chúc các cụ và đội văn nghệ xóm thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và một năm mới thật nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể buổi lễ. Dân tộc Mường chúng ta từ xưa đến nay luôn gìn giữ, bảo tồn nhiều các loại hình đặc trưng như nếp nhà sàn, trang phục dân tộc Mường, hát thường răng bộ mẹn, chương Mường và đặc biệt là mo Mường. Theo kết quả khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình, tính đến năm 2022, trên toàn tỉnh chúng ta có 786 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 2 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là nghệ thuật chương Mường và mo Mường. Di sản văn hóa mo Mường là áng sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường từ cổ xưa. Danh hiệu nghệ nhân ưu tú là phần thưởng cao quý của nhà nước trao tặng những đại diện tiêu biểu của đội ngũ nghệ nhân trên cả nước, những người có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích giải thưởng di sản sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử văn hóa, khoa học nghệ thuật, thẩm mỹ kỹ thuật. Ông Bùi Văn Bờn là một người con ưu tú sinh ra và lớn lên trên quê hương xã Yên Nghiệp, huyện Lạng Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình sinh sống và làm việc, ông đã có nhiều đóng góp cống hiến cho sự việc cho việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Vinh dự và tự hào cho ông và gia đình chúng tôi, ngày 9 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành quyết định số 1021 về việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đối với ông Bùi Văn Bờn, hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2023, gia đình họ hàng, con cháu hai bên nội ngoại long trọng tổ chức lễ ra mặt chúc mừng ông được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là dịp để chia sẻ niềm vui, niềm vinh dự của bản thân ông và gia đình với cơ quan, đơn vị, địa phương, bạn bè và người thân. Về dự lễ gặp mặt chúc mừng hôm nay, thay mặt gia đình xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các nghệ nhân, nhân dân, nghệ nhân ưu tú, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chi bộ chính quyền. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Công Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Nghiệp đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Nghiệp, xin nhiệt liệt chào mừng ông Bùi Văn Giao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng ông Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía câu lạc bộ mo Mường huyện Lạng Sơn, xin nhiệt liệt chào mừng ông Bùi Văn Minh, nghệ nhân nhân dân, chủ nhiệm câu lạc bộ mo Mường huyện Lạng Sơn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Bùi Văn Bờn, nghệ nhân, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu, tới dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay còn có các nghệ nhân trong câu lạc bộ mo Mường huyện Lạng Sơn, các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các hội đặc thù, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận, đội văn nghệ hội người cao tuổi, đội văn nghệ chi hội phụ nữ xóm Yên Kim và bạn bè bà con nhân dân xóm về dự, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía gia đình, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Duy Vận, trưởng Nam, cùng các ông bà, các bác, cô chú, anh chị em, dòng họ cùng con cháu hai bên nội ngoại đã có mặt đầy đủ trong buổi lễ ngày hôm nay, một lần nữa đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin thông qua chương trình buổi lễ. Một là văn nghệ chào mừng, hai tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba mời lãnh đạo địa phương phát biểu tặng hoa chúc mừng, bốn mời đại diện nghệ nhân câu lạc bộ mo Mường huyện Lạng Sơn phát biểu và tặng hoa chúc mừng, năm ông Bùi Văn Bờn, nghệ nhân, phát biểu cảm tưởng, sáu đại diện các cơ quan con cháu lên tặng hoa chúc mừng, bảy là đại diện gia đình phát biểu cảm ơn, tám là bế mạc kết thúc buổi lễ. Tiếp theo chương trình buổi lễ chúc mừng, thay mặt gia đình xin được trân trọng và kính mời ông Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nghiệp, đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lên
phát biểu chúc mừng xin trân trọng. Kính mời ông ạ. Kính thưa đồng chí Bùi Công Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nghiệp. Kính thưa ông Bùi Văn Minh, Nghệ nhân nhân dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mau Mường huyện Lạc Sơn. Kính thưa các vị đại biểu, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, các con cháu, dòng họ, anh em, họ hàng, nội ngoại, hôm nay tổ chức long trọng là lễ chúc mừng danh hiệu nghệ nhân ưu tú đối với ông Bùi Văn Bởn, vinh dự được dự buổi lễ gặp mặt chúc mừng ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nghiệp, nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc các cụ ông, cụ bà, các quý vị đại biểu dự buổi lễ một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, di sản văn hóa phi vật thể Mau Mường có vai trò rất quan trọng với nền văn hóa dân tộc Đường xã Yên Nghiệp nói riêng và nền văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung. Do đó, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của di sản Mau Mường không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân của địa phương để Mau Mường trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hoạt động của Mau Mường là diễn sướng văn hóa dân gian được thực hành trong các nghi lễ gắn với các đời sống tín ngưỡng của người Mường. Không gian diễn sướng của Mau Mường diễn ra trong cộng đồng dân cư, trong từng gia đình nhằm thực hành một nghi lễ nào đó. Chủ thể thực hành Mau Mường là thầy Mo, ông Mo, những người nắm giữ tri thức Mau Mường. Không gian thuộc lòng, không những thuộc lòng hàng vạn câu Mo mà còn thông thạo nghi lễ tập quán. Trong xã hội Mường, ông Mo là những tri thức dân gian, là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Mau Mường là một di sản văn hóa đặc sắc, phản ánh nhân sinh quan, vũ trụ quan độc đáo của dân tộc Mường, phản ánh đậm đà, đậm nét, đặc trưng văn hóa từ cổ xưa của người dân tộc Mường, hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng, tất cả những lý giải về lịch sử loài người, bài học về đời sống cộng đồng, những tri thức văn hóa dân gian đọng lại qua ký ức thời gian thêu dệt bằng màu sắc huyền thoại dưới nhiều góc độ được phản ánh trong Mau Mường. Hiện nay di sản văn hóa Mau Mường đang đứng trước nhiều thách thức khi toàn cầu hóa đang trở thành một xu hướng lớn, nhất là về mặt văn hóa, đó là sự du nhập mạnh mẽ của văn hóa hiện đại ngoài lai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thêm vào đó, sự phát triển về kinh tế ngày càng tiềm cận miền xuôi khiến các giá trị văn hóa truyền thống tự biến đổi phù hợp với điều kiện mới. Mặt khác, việc bảo tồn lưu truyền Mau Mường được xác định thông qua khẩu truyền truyền miệng các nghệ nhân ông Mo, thầy Mo hiểu biết nắm giữ tri thức Mo có bề dày kinh nghiệm và trình độ diễn sướng Mau Mường ngày càng cao tuổi, số lượng ngày càng ít, trong khi thế hệ sau, thế hệ trẻ được truyền thừa có hạn. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập và ảnh hưởng của nhiều hoạt động văn hóa dẫn đến tình trạng giản lược. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể có nghĩa là giữ gìn được những nền tảng văn hóa cơ bản của dân tộc, làm cho người dân cảm nhận rõ nền văn hóa văn minh của dân tộc, khơi gợi niềm tự hào, tự tôn dân tộc, làm cho di sản văn hóa trở thành tài sản là hành trang chung của dân tộc. Thưa toàn thể các vị đại biểu, nhận thức vấn đề trên, thực hiện nghị quyết số 04 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của huyện Lạc Sơn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình với phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Sau một thời gian sưu tầm biên soạn của nghệ nhân Bùi Văn Bởn và sự giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ khoa học Mau Mường của các cơ quan cấp trên, để Mau Mường cùng nghệ nhân nói riêng và Mau Mường Hòa Bình nói chung là tài nguyên văn hóa xứng đáng được bảo tồn và phát huy phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 9 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng danh hiệu nhà nước nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên cả nước. Theo đó, quyết định là công nhận nghệ nhân nhân dân thì cả nước có 64 là nghệ nhân. Tỉnh Hòa Bình thì có nghệ nhân Bùi Văn Minh,
xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, quyết định về nghệ nhân ưu tú cho 574 cá nhân trong cả nước. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú của tỉnh đã có nhiều công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc cho các nghệ nhân. Tỉnh Hòa Bình có 26 nghệ nhân ưu tú, trong đó có 5 nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 21 nghệ nhân thuộc loại hình tập quán, xã hội và tín ngưỡng. Huyện Lạc Sơn có 7 nghệ nhân ưu tú, trong đó xã Yên Nghiệp chúng ta vinh dự có nghệ nhân Bùi Văn Bờn, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp. Đây là vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong cộng đồng dân cư của địa phương. Có thể nói rằng đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu và tâm huyết của nghệ nhân Bùi Văn Bờn đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mường và của địa phương. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, truyền thống của dân tộc Hòa Bình và các địa phương được tăng cường và chú trọng thực hiện. Nhiều loại hình di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các lễ hội trong năm. Thành quả đó có công lao, đóng góp to lớn của các nghệ nhân với vai trò là những người sáng tạo, gìn giữ và phát huy, trao truyền lại cho thế hệ sau, thế hệ trẻ để văn hóa truyền thống luôn tồn tại và phát triển cùng với nhịp sống hiện đại. Với những giá trị vô cùng sâu sắc, quý giá đó, cấp ủy chính quyền địa phương luôn xác định việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị tốt đẹp di sản văn hóa Mo Mường là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn xã Yên Nghiệp. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị các bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, tôi mong rằng nghệ nhân Bùi Văn Bờn đã được vinh danh, sẽ được tiếp tục cống hiến bằng tài năng và uy tín nghề nghiệp, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ sau, thế hệ trẻ trong cộng đồng, xứng đáng với danh hiệu nhà nước và nhân dân trao tặng. Đối với mặt trận đoàn thể và các ngành đoàn thể từ xã đến xóm, thì cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Đảng bộ và nhân dân xã Nghiệp tin tưởng sự bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghệ nhân và gia đình. Xin kính chúc các vị đại biểu năm mới nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp dự buổi lễ chúc mừng thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân xã có hoa chúc mừng ông Bùi Văn Bờn. Xin trân trọng kính mời ông lên nhận hoa. Ông Bùi Văn Mạnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã đã có lời phát biểu chúc mừng và tặng hoa, kính chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Minh, nghệ nhân nhân dân, chủ nhiệm câu lạc bộ Mo Mường huyện Lạc Sơn lên phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa gia đình họ hàng ông Bùi Văn Bờn, kính thưa các thành viên trong câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được dự buổi chúc mừng ông Bùi Văn Bờn được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực phong tục tập quán tín ngưỡng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, lời đầu tiên tôi xin phép được đại diện câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, quý khách, khách quý ông Bờn và gia đình cùng toàn thể mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Hôm nay được dự buổi lễ long trọng này, tôi rất tự hào. Tôi thấy tự hào di sản văn hóa Mo Mường đây được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo để gìn giữ, phát huy giá trị Mo Mường trong cuộc sống ngày nay. Đặc biệt chúc mừng ông nghệ nhân Bùi Văn Bờn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Kính thưa quý vị, câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn chúng tôi được thành lập năm 2018, đến nay đã hoạt động được 5 năm, kết nạp được 40 hội viên,
đóng góp quý được hơn 120 triệu đồng. Các hội viên của câu lạc bộ chúng tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực đóng góp vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Mo Mường trong đời sống ngày nay. Theo điều lệ của câu lạc bộ, chúng tôi mở rộng không chỉ là nghệ nhân làm người Mo, mà cả những người làm công tác nghiên cứu khoa học, những người yêu mến Mo Mường có trách nhiệm bảo tồn di sản, chấp nhận điều lệ của câu lạc bộ, chúng tôi đều kết nạp làm hội viên. Hiện nay chúng tôi đã kết nối với một số nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu thực hiện nhiều công việc quảng bá về Mo Mường. Vừa qua câu lạc bộ kết hợp với viện âm nhạc nghiên cứu âm nhạc tổ chức ghi hình tư liệu đám tang cổ truyền Mường, phục vụ cho việc củng cố tư liệu hồ sơ đề nghị UNESCO đưa Mo Mường vào danh mục di sản cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó có đóng góp của ông Bùi Văn Bửn. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, ông Bùi Văn Bửn hiện tại đang là hội viên tuổi cao nhất trong câu lạc bộ Mo Mường của chúng tôi. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn luôn giữ được phong thái của người trí thức dân gian, có hiểu biết sâu sắc về văn hóa Mường nói chung và Mo Mường nói riêng. Chúc ông luôn mạnh khỏe để lưu giữ và truyền dạy cho thế hệ con cháu, học trò giá trị văn hóa Mo Mường. Thay mặt câu lạc bộ Mo Mường thấy rằng được phong tặng danh hiệu cao quý rất khó giữ, rất là khó giữ gìn và phát huy danh hiệu đó trong đời sống có ý nghĩa hơn, chúng tôi mong nghệ nhân ông Bùi Văn Bửn sẽ gìn giữ xứng đáng với danh hiệu chủ tịch nước phong tặng. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Bửn và toàn thể mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chúc và của nghệ nhân Bùi Văn Minh. Xin được kính chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe để tiếp tục bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, với sự tìm tòi, học hỏi, cống hiến và gìn giữ phát huy văn hóa truyền thống nói chung và đặc biệt là Mo Mường nói riêng, trong suốt quá trình cống hiến, ông Bùi Văn Bửn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Bùi Văn Bửn lên sân khấu có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Còn cái y áp lực. Nó áp lực chứ nó vui như áp lực này phải nữa. Kính thưa ông Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạng Sơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Nguyên. Kính thưa ông Bùi Văn Giao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đảng bộ xã Yên Nghiệp. Kính thưa ông Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nghiệp. Kính thưa ông Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các trưởng phó ban ngành dưới xã Yên Nghiệp. Kính thưa ông Bùi Văn Minh, nghệ nhân nhân dân chủ nhiệm câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn. Kính thưa ông Bùi Quý Vọng, ủy viên ban sưu tầm văn hóa dân gian tỉnh Hòa Bình và phó chủ nhiệm câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn. Kính thưa ông Bùi Văn Mèo, nghệ nhân nhân dân
phó chủ nhiệm câu lạc bộ và toàn thể anh em hội viên câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn. Kính thưa ông Bùi Văn Lục, chủ nhiệm hội hưu trí xã An Hiệp, ông Bùi Văn Lục, ông Bùi Nguyễn Văn Thức, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và ban chấp hành câu lạc bộ hưu trí xã An Hiệp. Kính thưa quý đại diện cho cấp ủy chính quyền ban ngành dưới của khu dân cư địa bàn xóm Yên Kim và khu dân cư Yên Kim rồi bạn bè thân hữu gần xa, bà con anh em chú bác họ hàng nội ngoại có mặt trong buổi mừng vui hôm nay. Kính thưa các vị, tôi xin kính báo là ngày 22 tháng 11 năm 2022 tại nhà hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, tôi được ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cho một phẩm hàm cao quý, đó là tôi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, loại hình văn hóa dân gian phi vật thể và phong tục tập quán tín ngưỡng của dân tộc. Trong lòng tôi rất là mừng vui rạo rực khôn lường, nhưng việc mừng và vui lại cần phải có một ngày thông thoáng gọn gàng mọi việc, nên hôm nay là một ngày xuân mới lung linh rạng rỡ, dịu dàng êm ấm. Con cháu trong gia đình, bà con anh em chú bác họ hàng nội ngoại mới tổ chức họp mặt để tỏ rõ sự mừng và vui. Rất hân hạnh được các vị đại biểu khách quý, cấp ủy mặt trận, chính quyền đoàn thể, ban ngành của xã sở tại, cấp ủy chính quyền các ngành dưới của khu dân cư địa bàn Yên Kim, bạn bè thân hữu và toàn thể anh em hội viên câu lạc bộ Mo Mường Lạc Sơn đã chia sẻ thời gian về tới động viên gia đình cùng vui chung với hôm nay. Trước khi phát biểu, tôi thay mặt gia đình xin gửi tới các vị đại biểu có mặt hôm nay một lời chào trân trọng, đoàn kết, thân mật, nồng ấm. Kính thưa các vị, hôm nay được buổi họp mặt mừng vui hiếm có, tôi xin phát biểu để cởi mở tấm lòng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ, cảm ơn sự vun đúc vun đắp của cấp ủy chính quyền ban ngành có liên quan của các cấp và cộng đồng xã hội nơi sở tại. Giờ đây tôi xin phép bày tỏ một vài ý kiến về sự kiện mà bản thân tôi đã từng trải. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta được độc lập. Khi sinh thời, tháng 3 năm 1946, tôi được tín nhiệm làm giáo viên vị dân nào vụ xóm Ngô Mạ, thôn Yên Nghiệp, xã Đại Đồng, thời kỳ phong trào diệt yốt. Sau đó được điều động làm thư ký văn phòng ban bỉ dân đồng vụ xã Đại Đồng, thị xã cũ
khi có năm xã cũ là Ân Nghĩa, Yên Nghiệp, Đa Phúc, Bình Chân, Bình Cảng. Sau đó có tín nhiệm và được điều động làm thư ký văn phòng Ủy ban Kháng chiến hành chính xã, rồi chuyển sang Ủy ban Hành chính xã Đại Đồng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tháng 7 năm 1956 đến tháng 10 năm 1960, khi chia xã nhỏ được chỉ định làm xã đội phó dân quân du kích xã Yên Nghiệp thời kỳ chống Pháp. Đến tháng 11 năm 1960 đến năm 1983, công tác thoát ly gia đình, phát đầu công tác tại phòng công tác nông thôn huyện Lạc Sơn, nay là Ủy ban Nông nghiệp, rồi chuyển sang ngành lâm nghiệp, công tác ở trạm lâm nghiệp Tân Lạc, trạm lâm nghiệp Lạc Sơn, trạm lâm nghiệp Yên Thủy. Sau 3-4 năm học trường quản lý kinh tế tại Kinh tế Trung ương của Bộ Lâm nghiệp Việt Nam, về công tác tại lâm trường Lạc Sơn, sau đó chuyển sang hạt kiểm lâm huyện Lạc Sơn. Đến tháng 6 năm 1983, nghỉ theo chế độ hưu trí. Kính thưa các vị, khi về nghỉ tại gia đình được 2 năm, thì một sự bất ngờ không tưởng tượng, đến năm 1985, tôi đã phải đi lâm phúc cũng hiểu mò mà, vì quá nể nang mà lại là gia đình có thánh thư từ các thế hệ trước. Ở đây xin nói lên để cùng rõ, Mò Mường được nhà nước xếp đặt nó là một tiêu đề trong văn hóa dân gian phi vật thể. Cái này có ở nghị quyết 5/8 của Trung ương Đảng. Mò Mường không biết nó xuất hiện ở thế kỷ nào, ở đời nào, thời đại nào và ở dòng dõi nào đầu tiên, mà nó được truyền đạt lan tỏa từ xưa cho đến nay khắp từ Thanh Hóa và Bình Ninh, Bình Tuyên Quang, Phú Thọ đều giống nhau, chỉ có khác nhau về âm điệu và sự xếp đặt. Ý cho các vị, nó là một tháng mò hay rắn mò Mường, rắn mò của người Mường dùng để mò ma cũng hiểu. Cái này ở thời đại phong kiến thì mò Mường này là mò Mường là chuyên đi làm mò cho nhà làng, các ông vai vế của nhà làng, còn nhà dân không được đóng mò Mường, được không? Cái nhà dân chỉ được đón thầy mò, bố mò với đá mò cả thôi. Bây giờ thông thường ở thời này mới được là phải là mò Mường. Khi nói đến mò Mường cũng hiểu, mò ma cũng hiểu, thì nó như một sự rất hão huyền và kỳ dị. Bởi vì một sự kiện không có kế hoạch, không có phương án, không có hẹn hò, mà cũng không có địa bàn phạm quy hoạt động, mà cũng không kể ban ngày hay ban đêm, mưa tầm giá rét hay nắng nóng oi bức, không kể ở gần hay ở xa, nơi đó lạ lùng hay quen biết, nhưng cứ phải tuân thủ theo một sự bất chấp xảy ra của một gia đình trang chủ nào đó trong cộng đồng xã hội mà người ta đến đó là phải chấp nhận. Ý đến nơi đó để hành trình thủ tục tang lễ và chấn an mát mẻ cho gia đình trang chính với cử chỉ niềm nở thân thiện hiền lành. Kính thưa các vị, còn một tiềm thức kỳ dị rất khắc nghiệt nữa của nghề lâm phúc mò ma mà phải chấp hành, không thể bỏ qua. Thứ nhất, khi đi có người đón thì khi về phải có người đưa. Về tới nơi, người nhà ra đón vật phẩm
hay là một nữ giới trẻ già đều được. Cái này thì đã mẹ già mà con đó là cái đó là vợ hay là em gái hay là em dâu hay là con dâu hay là cháu dâu đều được. Chỉ có trường hợp đặc biệt đó mà không có nữ giới nhà thì nó không được. Cái này có một ý nữa, khi đi phải cài quý áo cẩn thận, không cài sót, không cài thiết lệch, xong việc về nhà mới đâu cởi áo. Đến nhà trang chủ, vào đến chân cầu thang, phạt đầu ước lên bằng chân trái và nhấm chạm vào bậc hai, bỏ bậc một của bậc ra. Thứ hai, khi gia đình dọn mâm thánh thư thì là chậu rau cút rượu là có hoa quả gì thì cái tùy ý, nhưng đặc biệt phải có một đèn hoặc một cái đèn hoặc một cái nến đốt sáng cả đêm và cả ngày dù có điện sáng tỏ. Thứ ba, khi xong việc ra về phải tắt ngọn đèn hoặc cái nến đó và xếp cuộn chiếu trước chiếc chiếu đã chảy cho mình ngồi, đó là trả lại sự an lành cho gia đình. Những cái ly tỷ này là có sự truyền đạt nối tiếp từ các thế hệ đi mọi trước. Kính thưa các vị khách quý, bạn bè thân hữu, bà con anh em chú bác nội ngoại, những cái nhiệm kỳ mà khắc nghiệt như thế, bản thân tôi đã phải chịu đựng cưu mang đồng hành cùng nó theo suốt chặng dài từ năm 1985 khởi năm khởi đầu cho đến ngày nay. Kính thưa các vị, đến khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn số 7629 QĐUBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 quyết định thành lập câu lạc bộ Mò Mở Lạc Sơn, có danh sách tôi được kết nạp vào câu lạc bộ Mò Mở Lạc Sơn. Quá trình sinh hoạt câu lạc bộ Mò Mở được ban chủ nhiệm hội viên câu lạc bộ nhận xét vun đắp, được phòng văn hóa thể thao du lịch huyện Lạc Sơn khảo sát chấp nhận, được sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Hòa Bình về địa phương thẩm định, cộng tác với chính quyền ban ngành của xã Yên Nghiệp với cấp ủy chính quyền ngành dưới khu dân cư địa bàn xóm Yên Kim đã đều thông suốt thống nhất đưa lên cấp trên, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cử bà Phạm Minh Hương, Phó trưởng Viện Âm nhạc của Bộ làm trưởng đoàn về đến gia đình thẩm khảo ghi âm quay hình. Kính thưa các vị, giờ đây tôi xin hết lòng biết ơn những kỳ công đáng quý của các nhà chức trách ban ngành từ địa phương đến trung ương đã hun đúc vun đắp cho tôi đến mức độ chuẩn chỉnh chu toàn, nên tôi đến nay trong giai đoạn tuổi già có tuổi đời trên 90 mùa hoa nở mà còn được nhận phẩm hàm cao quý danh hiệu nghệ nhân ưu tú, tôi xin hết lòng cảm ơn. Sau đây tôi xin hứa với các đại biểu khách quý, bạn bè thân hữu, anh em chú bác nội ngoại là sẵn sàng truyền đạt kiến thức Mò Mường nắm chắc lan tỏa ra cộng đồng xã hội nếu cần thiết, và sẽ ra sức giữ gìn bản sắc nhân phẩm, tu dưỡng đạo đức, ăn ở lương thiện hiền lành để xứng đáng với phẩm hàm cao quý mà Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng cho tôi. Cuối cùng, đầu năm xuân mới Quý Mão
2023. Tôi gửi tới các vị đại biểu khách quý, bạn bè thân hữu, bà con anh em chú bác, họ hàng nội ngoại một lời chúc mừng sang năm mới mạnh khỏe, đạt nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. cho thức hoa đó nữa, cho nó cái hoa đó, nó tha cái râu rồi tốt cái vậy đó. Rồi phố thay đó các bác. Rồi xin cảm biết được chúng hoa lên không rồi phải cho cái hoa đó mới ra được tốt cái vậy đó. Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo xin trân trọng kính mời đại diện các con cháu trong Ngọc Lạc lên tặng hoa chúc mừng ông ạ. Qua đó rồi kia là có hoa tặng luôn. Cái này là đi với cái riêng cho ông là trong cái vòng cái qua này nhá. Đấy. Còn cái này là làm phía cho ông là mừng ông 99 một năm tuổi. Đấy. Lẽ ra là phải kiêng lên cho bà con vào đây luôn. Nếu bà con nó thông cảm cho đó. Bác đứng dẹp qua, 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 bác cháu về cái giỏ hoa cho nó thẳng lên, bác đứng lên để chụp ảnh. Không được rồi, rồi, nào nhìn vào ống kính nào, 1, 2, 3 nè. Được rồi, xin cảm ơn. Cháu đỡ cái giỏ hoa cho ông cái. Nào nhìn ống kính nhá, cười cười lên nhá. Rồi. Thank you.
Rồi mọi người trật tự nha, ngó lên máy ảnh đi nha. Nấu kính nha, 1, 2, 3. Đẹp chưa? Đẹp ra, đó có phổ tinh đấy nhá. Vâng, đây ạ. Thêm người, làm nốt một kiểu nữa. Rồi, không lo. Rồi, 1, 2, 3 nhá. Cười lên. Rồi, tốt rồi. Chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Bùi Duy Vân, trưởng Nam, thay mặt đại diện cho gia đình lên có lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời bác. Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ và các ông trong ban chủ nhiệm, các nghệ nhân trong câu lạc bộ Mò Mường Hà Sơn. Kính thưa ông Bùi Văn Mạnh thế và các ông, kính thưa ông Bùi Văn Mạnh, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban xã và các quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng ủy ủy ban xã Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể và câu lạc bộ hưu trí xã Hiệp Hiệp. Kính thưa các vị, thay mặt cho cấp ủy chính quyền, các đoàn thể thôn Yên Tim, kính thưa các ông, các bà, bạn bè thân hữu của bố cùng toàn thể bà con, cô bác, anh chị em họ hàng nội ngoại có mặt tại buổi lễ hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, nghệ nhân Bùi Văn Bổn là cha ông cụ của các con cháu chắt trong gia đình chúng tôi. Sau quá trình tham gia công tác nhà nước, khi được hưởng chế độ nghỉ hưu từ năm 1982 đến nay, cụ đã kế tục duy trì và phát huy công việc Mò Mường, một mảng văn hóa tâm linh đã được lưu truyền gìn giữ suốt từ 4 đời người trong gia tộc và gia đình. Đồng thời, cụ đã cố gắng không mệt mỏi tìm tòi ghi chép, củng cố hệ thống lại đầy đủ trình tự các áng Mò Mường để gìn giữ lưu truyền về sau, và tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Mò Mường Đặc Sơn. Với những cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của mình, được sự quan tâm của ban chủ nhiệm Mò Mường và các cơ quan chức năng nhà nước, ngày 9 tháng 9 năm 2022, cụ đã được vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có đóng góp cống hiến xứng xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đó là niềm vinh dự lớn lao cho cụ và là niềm phấn khởi tự hào vô bờ bến của tất cả gia đình, con cháu, anh chị em trong
họ hàng, nội ngoại chúng tôi. Hôm nay gia đình, các con cháu, anh chị em họ hàng nội ngoại tổ chức lễ chúc mừng cụ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Thay mặt gia đình, các con cháu, anh chị em họ hàng nội ngoại, tôi xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo trong ban chủ nhiệm và các nghệ nhân câu lạc bộ Quang Mường. Xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo đảng ủy, nguyên lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân xã, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể và câu lạc bộ khu trí xã nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy chính quyền thôn Yên Kim và các đoàn thể và đội văn nghệ, hội phụ nữ, hội người cao tuổi thôn Yên Kim. Xin chân thành cảm ơn các ông bà, bạn bè thân hữu của bố và toàn thể các bà con, cô bác, anh chị em họ hàng người ngoài đã bớt chút thời gian và ngọc về dự lễ chúc mừng cụ và chia sẻ niềm vui cùng gia đình, anh em họ hàng người ngoài chúng tôi. Kính thưa các vị quan khách, kính thưa toàn thể quý vị, bà con, sự hiện diện của tất cả các quý vị và bà con là sự kích lệ động viên, là niềm vinh hạnh to lớn cho cụ và cũng là niềm phấn khởi, tự hào cho toàn thể gia đình. Tại gia đình chúng tôi xin lưu giữ mãi trong lòng những tình cảm tốt đẹp mà tất cả các quý vị và toàn thể bà con, cô bác, các anh chị em đã dành cho gia đình chúng tôi hôm nay. Thay mặt gia đình, xin kính chúc tất cả các vị quan khách, các bậc thâm niên, toàn thể bà con, cô bác, bạn bè, bằng hữu cùng các anh chị em họ hàng nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc một năm mới 2023 tấn tài, tấn lộc, quan lộc dồi dào, gia đình an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Và cũng thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng mời tất cả quý quan khách, bà con, cô bác và các anh chị em có mặt tại đây chẳng là cùng dự bữa cơm chưa thân mật chiều buổi cùng gia đình. Xin chân thành không ạ. Con kia dậy đấy. Không được rồi. Rồi rồi rồi. Nào nhìn vào ống kính nào, 1 2. Rồi mọi người trật tự nhá, ngó lên máy ảnh đi nhá. Nhìn ống kính nhá, 1 2 3. Rồi. Một, hai, ba, nào. Đấy, đấy, đấy.